kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào bạn, mình là Huy. Hôm nay mình lại có đồ chơi mới. Mời các bạn cùng mình unbox trên tay nhanh để chia sẻ những cái cảm nhận ban đầu về sản phẩm này. Đơn hàng này thì mình nhận từ Lazada các bạn nhé. Khi mua hàng online, nhận hàng các bạn dành một chút thời gian quay video unbox, test nhanh nếu có thể. Để chẳng may hàng hóa có nhầm lẫn, sai sót hay là hỏng hóc gì thì chúng ta làm việc với shop Shopee, Lazada cho dễ. Cái đơn này thì mình nhận của GNT. Mình lên bưu cục lấy cho nên là mình đã unbox tại bưu cục và chụp ảnh sống ảo rồi. Thì đây là sản phẩm chính của chúng ta. Trước tiên là về giá đã. Những cái sản phẩm sạc dự phòng mà công suất cao như này thì thường giá của nó cũng rất là cao. Nó sẽ chênh rất nhiều so với các cái cục sạc dự phòng công suất thấp. Ví dụ như 20.000 mAh hoặc là 30.000 mAh mà công suất 20W ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng 400-500.000 là các bạn, thậm chí là 3-400-500.000 là các bạn đã có thể mua được rồi. Nhưng với viên này thì giá mở bán chính hãng của nó mình đang xem ở đây là khoảng 2.2 triệu. Hôm trước thì Ugreen Việt Nam có tung ra cái voucher 300.000. Đấy, thì mình có đăng lên group, không biết là có anh em nào mua cùng mình hay không. Hôm đấy mình đặt áp mã các kiểu là còn 1.790.000. Cái voucher đấy thì mình xem là có hạn đến ngày 20 tháng 3. Mình sẽ để link voucher ở bên dưới cho bạn nào mà đang cần cái nhu cầu với một cái viên pin như thế này thì các bạn có thể tham khảo nhé. Đây là cái cách đóng hộp của họ này. Mình mới sắm được một cái arm giữ điện thoại các bạn ạ. Nhưng mà có vẻ nó hơi dở nên là nó sẽ hơi bị rung. Đây là hộp rất là nặng các bạn ạ. Chúng ta sẽ có hình ảnh sản phẩm ở đây. Có ở đây là High Energy Density Cell, kiểu cell pin mật độ cao à. Tiếp đến thì nó quảng cáo ở đây là có thể sạc cho các cái thiết bị như là tai nghe, đồng hồ. Lát mình sẽ kiểm tra xem. Tiếp đến thì nó có thể mang được lên máy bay các bạn nhé. Viên pin này là có dung lượng là 25.000 mAh. Theo mình tìm hiểu ấy, là những cái viên mà từ 26.500 đổ lại là có thể mang lên máy bay được. Thì cái viên này là hoàn toàn có thể mang được lên máy bay. Thế còn ví dụ anh em nào mà mua cái viên USAM mà 30.000 65W ấy, thì cái viên đấy lại không mang được lên máy bay các bạn nhé. Trong các cái video review mình cũng đã nói rồi. 145W là tổng công suất đầu ra. Mặt sau này là các cái thông số input output của từng cổng. Chúng ta sẽ unbox luôn cho nóng các bạn. Video này thì mình sẽ unbox để test nhanh ban đầu, để các bạn có những cái thông số ban đầu. Mình sẽ thử trải nghiệm nó một thời gian. Sau đó thì nếu như mà nhiều anh em quan tâm thì chúng ta sẽ cùng thử bung nội thất ra xem cái cấu tạo bên trong của nó như thế nào. Viên này thì lúc mình mua mình cũng có nghiên cứu qua rồi ấy. Nó là một viên pin mà công suất cao này. Sử dụng cell pin là cell pin 21700 các bạn nhé. Thì với cell 21700 ấy, thì chúng ta sẽ có cái ưu điểm. Đấy là nó kiểu nó bền ấy. Nó chỉ bị gọi là chai dần sau quá trình sử dụng thôi, chứ chúng ta sẽ không sợ nó bị phồng. Ui nó khá to các bạn ạ. To hơn tưởng tượng của mình. Tại vì cái cell pin 21700 nó đâu có bề ngang dài như này nữa. Để mình lấy một cái cell pin cho các bạn xem. Có cell pin mình để đâu hết rồi. Đây. Hôm trước thì mình còn nghịch, mình gắn vào đây. Đây là cell 21700 này. Cũng đúng chiều ngang của cái cell các bạn ạ. Hơi rung một chút. Bên dưới này thì phụ kiện sẽ có một cái túi kiểu vải nỉ nỉ như này để đựng viên pin. Ok, vừa khít với viên pin. Cáp tặng kèm là cáp hai đầu Type-C. Cáp này thì sẽ là cáp 5A, cáp 100W các bạn nhé. Ok. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Chúng ta nên xem qua một chút đúng không ạ? Kể cả với sạc dự phòng. Vì nó có những cái thao tác nhấn hay nhấn giữ gì đấy để chúng ta còn biết là bật tắt chế độ nào. Nhiều viên pin thì nó có những cái chế độ như vậy. Bóc siêu, bóc siêu. Đây ạ. Kéo ra đi. Wow. Khá to các bạn. To hơn tưởng tượng của mình. Đây để so với một viên. Đây là viên 30.000 mAh này. 65W của USAM. Cái viên này thì giá của nó rất là hợp lý. Cả viên vỏ nhựa nữa. Nhưng mà nó sẽ sử dụng cell pin của bọn gì? Novo New Energy. Và nó là cell lipo các bạn nhé. Thì theo thời gian thì cell lipo dù xịn hay không xịn đi chăng nữa thì nó đều có nguy cơ bị phồng trong quá trình sử dụng.
Wow, kích thước khác biệt khá nhiều các bạn ạ. Đây để các bạn so này, cái bề dày này. Ok, viên này cảm giác nhẹ hơn cái viên lipo. Ở đây nó có đề trọng lượng không? Ở đây không đề trọng lượng rồi. Mặt dưới này là cái mặt kiểu nỉ đấy các bạn. Mặt này thì nó lại giống cái viên pin đâu nhỉ? Đây. À không, viên này là nhựa của Urin, nó là nhựa. Còn viên này nó nỉ, nó giống cái viên mà có MFI ấy. Giống như này mà có MFI. Cái nỉ này thì sau một thời gian sử dụng các bạn để xuống thì nó sẽ kiểu dễ bị chảy xước ấy. Thì anh em có cái túi như này thì các bạn có thể đựng vào cái túi xem nào. Kiểu nó vừa in đấy các bạn. Đây, nó sẽ như này. Được phết. Hở các cổng ra để các bạn có thể cắm này. Ok, cái túi này là đẹp. Đây là cái hình thức các cạnh của nó này. Đây là các cổng, hai cổng C và một cổng A. Nhiều viên pin công suất cao nhưng mà có nhiều cổng A hơn cổng C. Mà rõ ràng nhu cầu của chúng ta bây giờ là sẽ dùng cổng C nhiều hơn các bạn. Thì đây cũng là một cái điểm, ưu điểm của viên pin này. Bên cạnh này thì các bạn sẽ có một cái LED 7 thanh đúng không ạ? Đấy, LED báo phần trăm pin này. Như vậy là hết rồi. Hoàn thiện, khá là cứng cáp, đầm tay. Với các cái đồ điện tử này thì mình cũng sẽ unbox này, sử dụng thử một thời gian. Đúng không ạ? Tại vì anh em nào quan tâm nhiều thì có thể comment bên dưới. Sau một thời gian trải nghiệm mình sẽ thử bung ra xem nội thất của nó như nào. Thế còn đồ điện tử thì bung ra thì chúng ta cũng chỉ gọi là thỏa mãn cái trí tò mò thôi. Còn ví dụ như anh em có thể thấy cái case mà dễ gặp nhất là cây của Baseus đúng không ạ? Bung củ sạc ra, các anh em YouTuber khác là bung ra tìm linh kiện là đều là hãng mà rất là rõ ràng, tìm thấy linh kiện. Thế nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì nó lại bị kiểu đột tử hơi nhiều ấy. Đấy, nó cũng là một cái phần mà chúng ta phải có đông người dùng này, dùng trong một thời gian tương đối này thì mới có thể đánh giá được cái chất lượng của một sản phẩm. Ok, bây giờ thì mời các bạn cùng check nhanh các cái chuẩn sạc ra, sạc vào của viên pin sạc dự phòng này. Công suất khá khủng. Thì với sạc vào ấy, nó có hai cổng C đều có thể sạc vào các bạn nhé. Với cổng C 100W sạc ra này thì sạc vào của nó là tối đa 65W. Còn cổng C còn lại sạc vào tối đa là 45W. Đều là con số mà mình thấy khá là khủng đấy chứ. Với cái công suất sạc như vậy và dung lượng như này thì khả năng nhé là nó sẽ chỉ loanh quanh 2 tiếng, thậm chí là dưới 2 tiếng các bạn có thể sạc đầy hoàn toàn viên pin sạc dự phòng này. Tại vì trước đấy ấy, mình test một viên, hai viên của USAM là 30.000 mAh sạc vào 40W, 45W thì nó chỉ mất khoảng độ hơn 2 tiếng một chút là có thể đầy từ 0% lên. Thì đấy, viên này vừa sạc vào nhanh hơn mà dung lượng của nó lại nhỏ hơn nữa. Nói chung là rất là phù hợp cho những anh em nào mà cần công suất cao và cần sạc ra sạc vào nhanh. Chúng ta sẽ check nhanh một chút nào. Mình sẽ cắm vào một cái bộ sạc để bàn của Urin 100W. Đây là với cổng C1 này. Cái anh USB test này của mình thì hơi bị ngáo, thi thoảng hay bị ngáo. Nó đang nhận ở đây là 19V, 3,15A tương đương với khoảng độ 62W ở đây. Khi sạc vào, pin ở đây đang còn 50%. Tiếp đến thì mình sẽ check cổng C còn lại. Cái USB test này của mình ấy, mỗi lần là mình phải rút hẳn ra như vậy. Không phải nó sẽ bị đần. Đó. Ok, với cổng C còn lại này, cũng nhận là 20V, đang đẩy lên khoảng hơn 2A một chút. Và công suất sạc vào đang là 43W. Đó, đây là chuẩn sạc vào. Anh em nào mà sử dụng một cục sạc 65W hoặc là 100W ấy, thì sạc cho viên này nó sẽ rất là nhanh. Tiếp đến thì chúng ta sẽ check các cái chuẩn sạc mà nó hỗ trợ. Ngoài ra nữa thì mình vừa xem nhanh cái sách hướng dẫn sử dụng với các bạn. Nó có hỗ trợ chế độ sạc dòng thấp cho tai nghe, đồng hồ bằng cách là các bạn nhấn giữ 3 giây cái nút nguồn này. Thì tính ra là nó khá là toàn diện. Đâu nhỉ, sợi cáp. Đây rồi. Mình sẽ sử dụng một cái USB FNB58 các bạn. Đấy, mình sẽ cắm như này tại vì là nãy mình cắm thử là cái ông USB này nó đang ngáo kiểu gì. Mình sẽ thử check các chuẩn sạc này. Ok,
cổng C1 này, PD100W và hỗ trợ 5 profile. 5 profile này thì khả năng là 5V, 9V, 12V, 15V và 20V. Còn các cái chuẩn sạc khác còn lại đều không có đây. Như vậy là cổng C1 chúng ta chủ yếu là chỉ có PD thôi và hai cái chuẩn sạc chậm. PD ở đây là 5 profile, chúng ta sẽ xem những profile nào cho nó chắc chắn. Và có rất là nhiều anh em, đặc biệt là anh em sử dụng Samsung, là anh em quan tâm nó có profile PPS hay không, thì ở đây là hoàn toàn không có profile PPS các bạn nhé. Các bạn sử dụng Samsung mà định mua viên này với mục đích là sạc siêu nhanh 1.0 hay là 2.0 gì đấy thì anh em đặc biệt lưu ý, viên này không có PPS. Và sạc cho Samsung thì nó sẽ chỉ dùng PD quick charge, nó sẽ rơi vào khoảng độ 20W thôi. Đó là với cổng C1, chúng ta sẽ sang với cổng C2. Cổng C2 thì PD của nó là 45W các bạn ạ, theo thông số. Cái USB test này nó nhiều khi nó ngáo lắm. Lúc nào có điều kiện mình sẽ nâng cấp lên cái dòng của gì? PowerZ à? Cái dòng đấy thì sẽ tín hơn các bạn ạ. Đấy, anh này đần lắm này. Mình sẽ check thử các profile ở cái cổng ở C2 này. Tắt bố luôn rồi. Cái này thì không biết là do anh nào đang bị đần. Ok, đây là cổng C2. PD là 45W, 5 profile thì sẽ là tương tự như cái cổng vừa rồi và sẽ không có PPS. Ở cổng này thì ngoài hỗ trợ PD ra, nó còn hỗ trợ tương thích ngược với các cái chuẩn sạc khác ở đây, như là Quick Charge, như là chuẩn sạc của Samsung AFC, của Huawei FCP. Đó. Còn cổng A của nó thì chắc là không có gì đặc biệt rồi. Lát mình sẽ check nốt. Ok, đây là các profile PD của cổng C2. Như vậy là C2 cũng không có PPS các bạn nhé. Và cổng này thì PD max là 45W. Tiếp đến thì mình sẽ check thử cái chuẩn sạc của cổng USB-A. Cái định mệnh cái USB test này hôm nay bị làm sao? Ui giời, cái USB test này là USB test kiểu xịn nhất của FNB, nhưng mà nó mới ra ấy. Firmware mới được cập nhật duy nhất một lần, rất là nhiều bug các bạn, dùng rất là trầm cảm. Cái này là mình được một anh trong group tặng này, nhưng mà nhìn nó rất là xịn đúng không các bạn, giá của nó cũng khá cao, gần 1 triệu. Đây là các profile ở cổng USB-A các bạn ạ. Như vậy là cổng A thì chúng ta sẽ có chuẩn sạc của Samsung, của Huawei, có Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Cổng A này thì mắc nó chỉ khoảng độ 22,5W gì đấy thôi, không có gì đặc biệt. Và để vào chế độ sạc nhỏ giọt này, các bạn sẽ nhấn giữ cái nút này 3 giây. Đây, cái đèn nó sẽ nhấp nháy xoay xoay như này. Cái viên pin này thì nó đã sản xuất được kiểu và bán ở nước ngoài một thời gian rồi ấy. Đâm ra là nó sẽ không có PPS. Khả năng là kiểu ra sớm quá nên là chưa kịp bắt chen PPS các bạn ạ. Ok, khi bật chế độ sạc nhỏ giọt này, nó đã tắt hoàn toàn sạc nhanh đi rồi các bạn ạ. Các bạn có thể yên tâm sạc cho đồng hồ tai nghe. Nó chỉ còn profile kiểu 5V thôi ấy. Tắt hết quick charge các kiểu này. Và nó sẽ cấp điện cho các cái cổng này trong vòng 3,5 tiếng các bạn nhé. Mình sẽ thử với cổng C xem là nó có tắt đi không. Con này thiếu cái PPS nữa là hoàn hảo. Nhưng mà rất tiếc lại không có PPS. Không có PPS thì sẽ kiểu mất đi một tệp khách hàng khá lớn đấy các bạn. Tại vì
anh em dùng Samsung bây giờ rất là đông. Ok, như vậy là bật chế độ sạc dòng thấp lên thì nó đã tắt hoàn toàn các chế độ sạc nhanh rồi. Khá là ok ở khoản này. Bây giờ thì mình sẽ quay sang check cái sợi cáp này, xem là có đúng là cáp 100W hay không. Toolbox. Ok, cáp tặng kèm viên pin sạc dự phòng này là cáp mà tối đa là 20V và 5A, tức là 100W các bạn nhé. Một sợi cáp khá là mềm để các bạn có thể với chiều dài 50cm vừa xinh để dùng với sạc dự phòng. Ok, đây là một video unbox trên tay nhanh, mình sẽ sử dụng trải nghiệm nó một thời gian cũng như là thử một vài cái bài test xem. Sau đó thì nếu như nhiều anh em quan tâm thì chúng ta có thể làm thêm một video về bung nội thất và chia sẻ thêm những cái trải nghiệm về nó. Nhưng mà những cái hàng này khá là đắt các bạn ạ. Mình mua tại vì thích công nghệ thôi, chứ còn chắc là sau này có điều kiện thì sẽ mua những cái máy tính mà có cổng sạc USB-C ấy, thì sử dụng cái này nó mới gọi là tối ưu. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên tham gia vào các group mình để link ở bên dưới, như là Cuồng Tai Nghe True Wireless Nghiệm Công Nghệ, các group Telegram nơi chúng ta có thể chia sẻ, thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng cũng như cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất.